Ánh sáng của cái phản xạ của mặt trời á, ánh sáng dưới nước mặt nước á. Chú hai mình chú trong ngọn hải đăng. Người ta có cho mình lên ngọn hải đăng. Cho lên. Sao họ không lên? Hả? Muốn lên không? Muốn lên là phải mua vé đi vô trong nhà bên kia kìa mới đi mới đường ống này lên. Hả? Đó cái vòm. Cái vòm nào? Cái vòm nào? Có cái vòm nào? Từ căn chỗ đó là hả? Chỗ đó hả? Là cái gì mới cái này mới có chứ hồi. Gì của cái nhà đó? Cái vòng kia cũng vậy. Cái này thôi, tay nó nói nó lên là nó sẽ nó dần không làm gì được. Ba ơi, ba. Ba. Ơi. Ở chỗ này làm đem cái nhà cái thế giới qua có tới mày. Làm gì tới? Không tới. Hả? Để thêm cái tòa nhà mình chắc cô. Ba. Hả? Không, không tới mày đâu. À, sao vậy? Làm gì vậy? Không có mưa đâu, gió thổi bay hết rồi. Gió thổi tán đi hết rồi đâu còn mưa đâu. Cái cầu thang lên trên ngọn hải đăng ở trên á. Bác không nghe đâu. À chim. Chim yến á. Trời ơi.